Xin chào tất cả các anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị lồng chim. Ngày hôm nay thì bên em quay cho em một mẫu lồng. Đây là mẫu lồng cu gáy quả đào nóc đan mây lan lụi này. Đây là mẫu lồng cửa cá, nhưng mẫu lồng này thì đặt rất là lâu lại em làm cho khách, nhưng mà vì những khách hàng của em ở khu vực phía Nam hiện tại thì không thể ship vào được, thế nên là ưu tiên mẫu lồng này cho anh em nào ở phía Bắc không? Thích mẫu lồng này thì có thể lấy hàng trước nhé. Đây là lồng cửa cá này, lóc đan mây này, rất là đẹp luôn. Đây là hàng nghệ nhân nhé, bây giờ dịch giã thì cũng có làm thêm được nhiều. Đấy, đơn này thì em có khoảng 5 cái đang làm cho khách, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa ship đi được. Đấy, giờ chỉ có mỗi một chiếc này thôi, mới xong được một chiếc. Thế thì ưu tiên anh em nào ở khu vực phía Bắc lấy hàng thì bên em ship nhé. Với vận chuyển thì rất nhiều tỉnh phía Nam đang tạm ngưng. Anh em ở phía Nam mà đã đặt hàng mà chưa giao được thì cũng lòng thông cảm giúp em nhé. Bởi vì dịch bệnh không mong muốn, khó. Số điện thoại liên hệ là 0388859722. Anh em có thể đặt hàng qua số điện thoại. Số điện thoại là 0388859722. Cảm ơn anh em đã xem video. Lồng này thì siêu bền luôn nhé, hàng nghệ nhân thì cực bền luôn. Xin chào tất cả các anh em.